Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh Hóa hiện có 6 chốt kiểm dịch động vật liên ngành tại các điểm đầu mối giao thông. Ghi nhận thực tế cho thấy khi có sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng, công tác kiểm soát vận chuyển động vật đã có hiệu quả rõ rệt. Tối ngày 2 tháng 3, sau khi phát hiện số lợn chở trên xe ô tô biển kiểm soát 35N5782 có biểu hiện lâm sàng của bệnh lở mồm long móng, lực lượng chức năng trạm kiểm dịch liên ngành xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành đã tạm giữ phương tiện, lập biên bản, tiến hành tiêu hủy lợn theo quy định. Chúng tôi kiểm tra tất cả các xe lưu thông trên tuyến quốc lộ đường mòn Hồ Chí Minh với những xe đầy đủ thủ tục về hành chính, về quy định của pháp luật, về giấy kiểm dịch, niêm phong kẹp chỉ đầy đủ và kiểm tra trên xe, động vật trên xe bình thường, không có triệu chứng của các bệnh truyền nhiễm. Chúng tôi sẽ tiến hành tiêu độc khử trùng và cho xe tiếp tục vận chuyển. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 6 trạm chốt kiểm dịch động vật liên ngành với phương châm không để lọt, để sót lợn nhiễm bệnh lưu thông làm lây lan dịch bệnh vào địa bàn tỉnh. Tất cả các chốt duy trì 100% lực lượng, chia ca trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ, hóa chất để tiến hành phun khử trùng tiêu độc phương tiện vận chuyển theo đúng quy định nhằm ngăn ngừa sự lây lan, phát tán dịch bệnh từ nơi khác vào Thanh Hóa. Thực hiện kế hoạch ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu Phi của thành phố Thanh Hóa, Chi cục Thú y thành phố đã tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng tại các chợ theo đúng quy trình kỹ thuật. Hiện nay chợ đầu mối thành phố Thanh Hóa có 90 gian hàng bán thịt lợn của 60 hộ kinh doanh. Ngay từ khi xuất hiện dịch, bà con tiểu thương được ban quản lý chợ tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn cách vệ sinh phòng dịch. Đồng thời trạm thú y thành phố cũng phun tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực buôn bán thịt lợn của chợ. Ban quản lý nói là bọn tôi chấp hành đầy đủ mọi thủ tục, tánh chùi sạch sẽ, vệ sinh an toàn thực phẩm, rất chi đủ chú đáo. Để chủ động ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào thành phố, từ lợn không rõ nguồn gốc, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã tổ chức giám sát chặt chẽ nơi buôn bán giết mổ, trung chuyển lợn, thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng sau mỗi buổi họp chợ bằng hóa chất theo đúng quy trình kỹ thuật. Tuy nhiên hiện nay, việc vệ sinh tiêu độc khử trùng tại các chợ tự phát, chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn thành phố Thanh Hóa chưa được thực hiện. Đây lại là những địa điểm không có sự giám sát về nguồn gốc thịt lợn và các sản phẩm từ lợn của các cơ quan chức năng nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch. Do vậy, rất cần có những biện pháp xử lý kịp thời từ phía các đơn vị có liên quan. Hiện mực nước ở các hồ đập trên địa bàn tỉnh đều đang xuống thấp, do vậy để đáp ứng đủ nguồn nước cho sản xuất vụ chiêm xuân 2018-2019, các đơn vị thủy nông đang tích cực triển khai các giải pháp trữ nước, điều phối nước hợp lý cho các địa phương. Để không xảy ra tình trạng hạn hán vào thời điểm cuối vụ, hiện tại các đơn vị thủy nông đã thực hiện triệt để phương án giữ nước trên mặt ruộng, trên hệ thống kênh và nạo vét đạt 100% các tuyến kênh dẫn nước. Sẽ có hạn hán cục bộ, anh em công nhân đây có sẵn sàng phục vụ máy móc và nguồn nước đảm bảo để khi hạn cục bộ thì ta có thể ta bơm vượt lên những cái thôn cuối kênh đầu nữa để cho ta để tưới cho đồng ruộng. Ngoài ra, các đơn vị thủy nông trên hệ thống thủy nông sông Chu đã phối hợp với nhà máy thủy điện Hùa Na tỉnh Nghệ An lên phương án xả nước từ nhà máy thủy điện Hùa Na về hồ Cửa Đạt khi các địa phương đồng loạt tiến hành chăm sóc, tưới dưỡng cho lúa. Đồng thời, nhà máy thủy điện Cửa Đạt, nhà máy thủy điện Dốc Cái, huyện Thường Xuân cũng sẽ có kế hoạch phát điện hợp lý, ưu tiên xả nước xuống hệ thống thủy lợi Bá Thượng để phục vụ sản xuất. Để tận dụng cơ hội vượt qua khó khăn và thách thức khi Việt Nam chính thức tham gia vào Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, các doanh nghiệp chăn nuôi Thanh Hóa đã và đang tích cực đầu tư công nghệ, mở rộng liên kết theo chuỗi, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập. Trại chăn nuôi gà Xuân Phú, huyện Thọ Xuân của Công ty Cổ phần Nông sản Phú Gia được đầu tư công nghệ hiện đại, hàng năm sản xuất tại chỗ 20 triệu con gà thương phẩm nuôi thịt. Toàn bộ gà thương phẩm sẽ được nuôi liên kết tiêu thụ nội địa và tạo nguyên liệu cho nhà máy giết mổ chế biến xuất khẩu Việt Avis tại xã Hoàng Quỳ, huyện Hoàng Hóa với công suất chế biến giai đoạn 1 là 2.500 con một giờ, giai đoạn 2 đạt 4.500 đến 6.000 con một giờ. Dự kiến là trong quý 3 này thì cũng bắt đầu ra sản phẩm. Thế thì cái thương hiệu gà Việt thì chúng tôi cũng mong muốn là được mang ra sau khi hội nhập thì cũng được sản phẩm của mình được giới thiệu đi tới toàn cầu. Mà đặc biệt là các cái thị trường châu Á như là Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc là thậm chí có những cái sản phẩm và đi xuất sang châu Âu.
Tuy nhiên, đại diện các doanh nghiệp chăn nuôi cũng cho rằng để phát triển bền vững và cạnh tranh song phẳng, ngành chăn nuôi sẽ phải tập trung đầu tư nhiều hơn cho khâu chế biến và phân phối lưu thông sản phẩm. Để cải thiện hai khâu này, các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn tỉnh đang tập trung vào chuỗi giá trị chăn nuôi khép kín từ con giống, thức ăn đến chế biến và phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng theo phương thức hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, nhiều vụ bạo hành trẻ em, đặc biệt là đối với các bé gái được phát hiện và xử lý. Điều đáng nói là những vụ việc ấy lại xảy ra trong chính ngôi nhà của các em, nơi tưởng chừng như an toàn nhất. Cách đây không lâu, bé gái này đã phải nhập viện điều trị trong tình trạng sợ hãi, hoảng loạn, kèm theo nhiều vết bầm tím ở khu vực mông và đùi. Đáng buồn, thủ phạm gây ra những tổn thương nghiêm trọng, cả thể xác lẫn tinh thần ấy, lại chính là bố ruột của em. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh Xã hội, tính từ đầu năm 2017 cho đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 20 trường hợp trẻ bị bạo hành, trong đó có không ít vụ việc nạn nhân là trẻ em gái bị ngược đãi ngay trong chính gia đình mình. Ngoài tổn thương về thể xác, hành động miệt thị, hạ thấp, làm nhục, gây ảnh hưởng cho trẻ cũng là một dạng bạo hành. Do đó, cần có những biện pháp hỗ trợ trẻ là nạn nhân của bạo hành sớm hồi phục, hòa nhập cuộc sống bình thường. Đồng thời đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền pháp luật, nâng cao trách nhiệm, sự chung tay góp sức toàn xã hội để trẻ em được sống và học tập trong môi trường an toàn, nói không với bạo lực. Bản tin 18:30 sẽ đến tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác nhận vừa phát hiện thêm trường hợp dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở một hộ nuôi thuộc xóm Trại Mơ, xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Hiện tất cả 95 con lợn của hộ này và 12 con của hộ liền kề đã bị tiêu hủy ngay. Mọi công tác về khoanh vùng, cách ly, phong tỏa vùng dịch đã thực hiện chặt chẽ ngay sau khi có dịch. Tính đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh đã xuất hiện tại 7 tỉnh thành gồm Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam và mới nhất là Hải Dương. Khoảng 18 giờ ngày 2 tháng 3, trạm xăng dầu Tiến Ngọc Trương thuộc ấp Lộc Chát, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh bất ngờ bốc cháy dữ dội trong lúc chờ tiếp nhiên liệu từ xe bồn. Đến hơn 20 giờ cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Hiện cơ quan chức năng huyện Trảng Bàng và tỉnh Tây Ninh vẫn đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Chi cục Kiểm lâm Gia Lai cho biết, rừng Yamơ đã bị tàn phá tại 7 vị trí, nhiều vị trí rừng bị phá trắng, cây cối chỉ còn trơ gốc, trong đó có 2 vị trí rừng phòng hộ đầu nguồn. Cơ quan chức năng xác định, một số hộ dân tại địa phương do nhận thức pháp luật kém đã phá rừng lấy đất sản xuất. Hiện Chi cục Kiểm lâm Gia Lai đang phối hợp với các cơ quan chức năng củng cố hồ sơ xử lý nghiêm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Cuối tháng 11 năm 2018, người dân ở ấp Cần Giờ 1 xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng phát hiện bầy khỉ hoang 5 con sống tại các bụi tre, rừng tràm trong ấp. Bầy khỉ này thường xuyên xuống dãy, vườn cây ăn trái, phá phách và vào nhà dân để tìm thức ăn, nước uống. Người dân địa phương cho biết bầy khỉ này rất dữ, đến nay đã có 7 người bị thương do khỉ cắn, trong đó có 2 em nhỏ khiến người dân vô cùng bất an. Trong khi đó, vẫn chưa có cơ quan chức năng nào vào cuộc giải quyết tình trạng này. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã tiến hành khám xét giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Công Em, sinh năm 1971, cư trú tại ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh, huyện Rồng Trôm, để điều tra về hành vi làm tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống phá nhà nước. Đối tượng khai nhận đã sử dụng 4 tài khoản Facebook khác nhau để đăng tải, chia sẻ các bài viết và phát trực tiếp những video có nội dung xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền kêu gọi kích động biểu tình trong thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên lần 2 tại Hà Nội. Công an tỉnh Tây Ninh cho biết thời gian gần đây, nạn cờ bạc ở vùng quê hoạt động tinh vi biến tướng dưới nhiều hình thức từ đánh bài, đá gà cho đến núp bóng điểm chơi game bắn cá. Chỉ trong tháng 2 năm 2019, cơ quan này đã phát hiện 6 vụ đánh bạc trái phép, bắt giữ hàng chục con bạc, số tiền thu giữ tại các sới bạc gần 300 triệu đồng. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18:30 tại địa chỉ website truyenhinhthanhoa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ email bản tin 18:30ttva@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888253636. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.